Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì pháp giới thường trú nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với trí nhất thiết trí không ích lợi, không tổn hại. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì pháp giới bất động nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ. Lúc bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên sắc vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thọ tưởng hành thức vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên nhãn xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhĩ tý thể thân ý xứ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ tý thể thân ý xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh. Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên nhĩ tý thể thân ý xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên sắc xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.